Trong vài ngày trước, chúng mình đã sản xuất một video với tựa đề 5 giờ tôi đòi xách cặp về đấy. Rốt cuộc là tôi đi làm hay tôi đi nô dịch của tác giả Đoàn Tăng. Bài viết đã thể hiện rõ quan điểm của tác giả rằng những người lao động hãy ưu tiên việc dành thời gian cho bản thân sau khi hoàn thành đầy đủ các công việc được giao. Còn trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đào sâu vào chủ đề này nhưng với một góc nhìn hoàn toàn khác, được mang tới bởi tác giả Trê với tựa đề 5 giờ chiều xách cặp đi về hay kẻ cuốc như trâu, sự cần cù quyết định địa vị xã hội của bạn. Vậy thì quan điểm này có gì? Hãy cùng bắt đầu video nhé! Cách đây 120 năm, vào cái thời cất cánh của nước Mỹ, Thorstein Veblen đã đặt ra câu thuật ngữ tiêu xài xa xỉ. Ông dùng từ này để chỉ những người giàu đốt tiền vào những thứ tiêu xài lãng phí. Vậy tại sao phải mua một bộ quần áo hàng nghìn đô, trong khi bạn có thể mua một cái áo khác với giá 100 đô mà có chức năng giống y hệt? Veblen nói rằng câu trả lời cho câu hỏi đó chính là quyền lực. Những người giàu khẳng định quyền thống trị của mình bằng cách biểu hiện ra ngoài số tiền họ đốt vào những thứ mà họ không cần. Là một người cấp tiến vào thời đó, quan sát của Veblen dường như lại là điều hiển nhiên vào thời đại này. Trong những thập kỷ gần đây, tiêu xài xa xỉ đã gắn bó sâu sắc với kết cấu của chủ nghĩa tư bản Mỹ. Ngày nay, các lãnh đạo cấp cao của nhiều tập đoàn công nghiệp công khai khẳng định địa vị xã hội của họ bằng các hòn đảo tư nhân và siêu du thuyền, trong khi Tổng thống Mỹ muốn mọi thứ mà ông sở hữu đều phải được phủ vàng. Nhưng mà việc mua sắm những cái món đồ dùng siêu đắt tiền không phải là cách duy nhất mà giới tinh hoa hiện đại thiết lập quyền lực của họ. Gần đây, một dạng khác của việc biểu thị địa vị xã hội đã nổi lên. Trong thời đại mới, việc xác nhận một người là thành viên của tầng lớp thống trị không còn chỉ là việc tiêu xài xa xỉ, mà nó còn yêu cầu cả việc lao động cần cù, thậm chí là mọi lúc mọi nơi, trong từng hơi thở và từng ánh mắt. Nếu tiêu xài lãng phí liên quan tới việc tôn thờ các thứ xa hoa, thì lao động cần cù tôn thờ việc cày cuốc. Vấn đề không nằm ở việc bạn tiêu bao nhiêu tiền, đó là về việc bạn chăm chỉ như thế nào. Giáo phái làm việc chăm chỉ không đâu rõ ràng hơn các CEO của nước Mỹ. Ngày nay, các giám đốc điều hành thờ phụng sự làm việc tận tụy tới mức gần như là tàn bạo. CEO của Apple, Tim Cook nói với tạp chí Time rằng một ngày làm việc của ông bắt đầu từ lúc 3 giờ 45 phút sáng. Cựu CEO của hãng General Electric, Jeff Immelt nói rằng ông đã làm việc 100 giờ mỗi tuần trong vòng 24 năm. Chưa hết, cựu CEO của Yahoo, Marissa Mayer kể với cả tờ Bloomberg News rằng bà đã từng làm việc 130 giờ mỗi tuần và còn nhiều người khác cũng như thế. Điều trớ trêu là việc cày cuốc mệt nhọc cả tuần như vậy không chỉ là biểu hiện của những người thuộc tầng lớp tinh hoa. Rất nhiều người Mỹ không giàu có như thế cũng thể hiện năng suất kinh khủng tương tự, mặc dù họ có ít cơ hội để quảng cáo điều này. Một nghiên cứu gần đây của Viện Chính sách Kinh tế đã chỉ ra rằng số giờ làm việc của mỗi người làm công ở Mỹ ngày nay nhiều hơn hẳn so với cách đây vài chục năm, đặc biệt là phụ nữ, người da đen và người nghèo. Một người phụ nữ da đen nằm ở tầng đáy mức thu nhập của những người làm công phải làm việc hơn 349 giờ vào năm 2015 so với năm 1979. Lý do rất đơn giản, tiền lương hầu như không tăng so với những năm 1970, tức là người làm công ngày nay phải làm việc chăm chỉ hơn để kiếm sống. Hãy so sánh một người phụ nữ làm việc trong nhiều giờ với mức lương tối thiểu với một người phụ nữ làm việc trong một thời gian tương tự và kiếm được 30 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Một người cố gắng để không bị chết đói và bị đuổi khỏi phòng trọ. Người còn lại thì đang truyền thông cho cả thế giới biết về quyền lực và uy danh của mình. Một người phụ nữ bình thường không cần phải làm việc như người phụ nữ thứ hai kia và cũng chẳng cần cái túi xách với giá 10.000 đô la Mỹ. Nếu tiêu xài xa xỉ ca ngợi sự chi tiêu lãng phí, việc cày cuốc hơn trâu lại tôn vinh lao động ngoài giờ. Cả hai đều truyền đạt cái sự thống trị bằng cách tạo ra một cảnh tượng thừa mứa về tiền hoặc là về mặt lao động. Trong thời đại cất cánh đầu tiên, sự dư thừa thể hiện ở việc một người phụ nữ đeo ngọc trai đi cạnh một người phụ nữ mặc một mớ rẻ rách. Trong thời đại này, nó thể hiện ở chỗ một người phụ nữ làm việc cả 100 giờ đồng hồ mỗi tuần nhưng không cần tiền. Bên cạnh đó là một người phụ nữ làm việc cũng chăm chỉ như vậy, nhưng thậm chí còn khó có thể giữ nổi một cái mái ấm để che đầu. Luận điểm khiêu khích nhất mà nhà xã hội học Thorstein Veblen đưa ra là thay vì dấy lên cảm giác phẫn nộ, thì sự lãng phí của người giàu lại truyền cảm giác ngưỡng mộ cho người khác. Do đó, các tầng lớp còn lại thì cố gắng thi đua nhau, cạnh tranh nhau để bắt chước và trở thành người giàu. Chẳng hạn như là tầng lớp trung lưu thì không thể sống như một lãnh chúa, nhưng mà họ có thể mua sắm những cái món đồ đắt tiền để đạt được vị trí cao hơn ở trong xã hội. Quy tắc tương tự cũng áp dụng với việc lao động chăm chỉ. Hầu hết người Mỹ sẽ không bao giờ đạt tới được cái vị trí cao như là các CEO.
nhưng họ vẫn sùng bái lao động như thể là họ có thể trở thành một CEO, ít nhất là trong tinh thần. Một trong những cách biến khoảnh khắc giải trí của bạn thành lao động là làm việc vì chính mình. Ví dụ rõ nhất là việc tập thể dục. Một đặc trưng của tầng lớp dân cư đô thị, khi đi đâu cũng thấy các phòng tập gym và yoga như là Elite Fitness hay là California Fitness. Đây là những nơi mà người ta phải trả tiền để được lao động, với mục đích là cải thiện bản thân và thanh lọc cuộc sống. Nực cười hơn là chúng tồn tại bên cạnh hệ sinh thái nhộn nhịp của thực dưỡng và các loại thực phẩm hữu cơ, nơi cung cấp nguồn năng lượng cần thiết để con người ta có thể tiếp tục gia tăng năng suất lao động. Lý do gốc gác đặt ra cho tất cả những điều này là vì sức khỏe. Nhưng thời gian mà nhiều người bỏ ra để tập thể dục thậm chí còn vượt xa mức tối thiểu để trở nên khỏe mạnh. Đó là bởi vì các yêu cầu phức tạp và nghiêm ngặt ngày nay về chế độ dinh dưỡng không phải là nhằm mục đích khỏe mạnh. Chúng được thiết kế để thể hiện quyền lực của tầng lớp cao cấp. Trong thời đại ngày nay, bạn có thể cơ bản dự đoán được thu nhập của một người dựa vào thể hình của họ. Biểu hiện của tầng lớp đã gắn chặt vào cơ thể. Thể hình của người giàu không chỉ thon gọn hơn mà còn có cơ bắp hơn ở những cái chỗ cần cơ bắp. Chúng phản ánh một khoản chi tiêu khổng lồ và một chế độ tập luyện nghiêm ngặt không cần thiết. Chúng thể hiện việc chúng ta lao động vượt quá sức, thể hiện sự giàu có thông qua sự lãng phí và biện minh cho tài sản của một người dựa vào năng suất mà họ có thể thể hiện ra. Nhưng mà bạn không cần phải là một CEO hay là một chuyên gia giàu có để có thể làm việc cật lực. Công nghệ đã giúp mọi người có thể dễ dàng biến từng khoảnh khắc, dù là cá nhân đến đâu, trở thành cơ hội để làm việc. Bạn có thể tính giờ ngủ, lượng thức ăn hay là số bước chạy của bạn bằng Fitbit, một loại đồng hồ thông minh đo sức khỏe. Sự quyến rũ của bạn với cả Tinder, sự hóm hình của bạn với cả Twitter và sự nổi tiếng của bạn với cả Facebook. Bạn có thể biến nhân cách của mình thành một bảng dữ liệu để có thể kiểm soát, phân tích và tối ưu hóa như là một chu trình sản xuất công nghiệp. Bạn có thể biến cuộc đời của mình thành một cái nhà máy, theo đúng nghĩa đen, không có chút ẩn dụ nào. Trong công cuộc sản xuất bản thân, bạn tạo ra các giá trị kinh tế cho những người khác. Những giờ bạn tiêu tốn vào những thứ như thế có lẽ là không được tính lương, nhưng chúng sẽ tạo ra lợi nhuận cho các công ty sở hữu chúng. Đây mới chính là bản chất của việc cày cuốc. Nó không chỉ đề cao một văn hóa làm việc thêm giờ, mà nó còn làm giảm thời gian giải trí của chúng ta để phục vụ mục đích kinh tế. Không có lối thoát nào cho chúng ta. Nếu chúng ta không làm việc vì công ty, thì chúng ta làm việc vì chính mình. 8 tiếng để làm việc, 8 tiếng để nghỉ ngơi, 8 tiếng để làm những gì mà bạn muốn là bài thánh ca của những người làm công khi họ đòi hỏi làm việc 8 giờ mỗi ngày cách đây hơn 100 năm. Những cái khác biệt đó bây giờ chẳng còn ý nghĩa nữa. Ngay cả giấc ngủ của chúng ta cũng bị cho điểm theo năng suất. Người doanh nhân chúng ta không bao giờ hết giờ làm việc. Ngày nay, câu khẩu hiệu 8 giờ làm việc của người lao động nghe như là một thế giới khoa học viễn tưởng. Hãy tưởng tượng ra một xã hội cần chúng ta lao động rất ít. Hãy tưởng tượng ra một thế giới mà người nghèo không cần phải làm việc tới kiệt sức để tồn tại, và người giàu không cần phải làm việc hết sức để thể hiện rằng mình đáng giá với sự giàu có của mình. Bởi vì giàu và nghèo, nơi đó không tồn tại. Vừa rồi là video 5 giờ sách cặp đi về hay cày cuốc như trâu, sự cần cù quyết định địa vị xã hội của bạn, của tác giả Trey trên Spider Room. Hãy cùng điểm qua một số bình luận nổi bật của các người dùng Spider Room về bài viết này nha. Bạn Việt Anh Trần: làm việc này để giải trí sau khi làm chán việc kia ấy mà. Người giàu và thành công thì có nhiều thứ khiến cho trí não của họ vận động và cảm thấy hứng thú, chứ cũng không hẳn là để thể hiện. Tạm hiểu là thế này: một người giàu có nhiều cơ hội để tiếp cận và làm nhiều thứ, trải nghiệm nhiều lĩnh vực hơn cùng một lúc. Nên thật ra tổng thời gian mà họ làm có thể nhiều nhưng cũng chia ra nhiều. Vì vậy, trải nghiệm sẽ không hề tệ và nhàm chán như một người bình thường hay nghĩ là làm việc tận mười mấy tiếng trên ngày cơ á. Thế thì chán chết. Bạn Trang Trang cũng có quan điểm gần giống như sau. Theo quan sát của tôi thì những người làm việc với cường độ cao trong thời gian dài như các CEO sẽ tạo thành thói quen biến họ trở thành những người nghiện công việc mà chính họ cũng không biết. Nếu bắt những người như vậy làm ít đi và chơi nhiều hơn thì có khả năng là họ không chịu nổi đâu, vì họ đang nghiện cái kiểu làm việc hùng hục như trâu kia rồi. Quan điểm của bạn về ý kiến này là gì? Hãy cho chúng mình biết nhé. Mình là Pink Dot, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. See ya!